Minasang konnichiwa dai shichi ka hoặc là dai nana ka. Nana mi shichi là 7 nhé. Kotoba này là về cái này, nó có chủ đề của nó. Nên là chủ đề này là gì đây? Nói chung là về những cái vật dụng linh tinh đúng không? Đũa thìa, đục lỗ tẩy này. Học tập, gọi điện thoại. Mượn, mượn mi vay, mượn mượn. Nói chung là mượn những cái dụng cụ này. Mượn là karimat, cắt, đồ đạc, giáng sinh. 77. 77 này là chủ nó nói về chủ đề như thế vậy. Là mượn vay là karimatsu nhé. Đây những cái tiền đây, đây. Tiền là okane là tiền. Okane là tiền. Ta cứ sằng là nhiều. Okane gạ ca tư sằng là nhiều tiền đúng không? Và đang bà nói cái gì lại quên nhỉ? À, nói là con người mà không có muối á, con người không ăn muối là ăn mặn đấy, ăn mặn, ăn đồ mặn, ăn đồ mặn thì cái này nhầm, thì đó thọ được bao nhiêu tuổi con người không ăn muối, ăn đồ mặn, tức là đồ mặn muối hoặc là nước mắm á, nước mắm thêm à, nước, nước mắm, nước mắm và muối này là cái đồ mặn mà con người hay ăn đúng không? Và con người không ăn muối, ăn đồ mặn thì thọ được bao nhiêu tuổi đó? Đó, đây là đó là công trình nghiên cứu đúng không? Vậy ai nghiên cứu cái này? Đó là công trình nghiên cứu. Còn nếu mà các bạn muốn biết là con người không ăn muối, ăn nước mắm, ăn đồ mặn thì thọ được bao nhiêu tuổi thì các bạn tự 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 nghiên cứu nhé. Gọi là tự 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 mình thí nghiệm. Trên cơ thể mình đúng không? Có cơ thể mình thì mình thí nghiệm, tự mình thí nghiệm trên cơ thể mình. À, đừng có ăn những cái đồ đấy nữa đúng không? Không. Không ăn muối. Và nước mắm. Ok. Ok là đồng ý đúng không? Đồng ý không? Đồng ý. Ok là no ấy, no, không đồng ý. Đó, thế là ai có gọi là ai có cơ thể thì người đấy tự nghiên cứu thôi đúng không? Còn cái này thì người ta cũng nghiên cứu rồi. Và có công trình nhưng mà cái đấy thì ai nghiên cứu mà còn muốn biết chính xác thì tốt nhất là tự mình thí nghiệm trên cơ thể mình đúng không? Đó. Hay là thí nghiệm trên con cái đúng không? Hay là trên con vật, đừng cho nó ăn những cái đồ đấy xem nó có sống được không? Đúng không? Đó. Con vật nó không ăn những cái nước mắm hay muối, hay là con người không ăn mắm muối thì thọ được bao nhiêu tuổi đó. Đó là gọi là công trình nghiên cứu đúng không? Về muối và nước mắm nhé. Này nói hơi dài. Rồi. Chào mọi người nhé. Bên này là gì? Bên này cũng là từ mới của bài 7 đấy. Hay nhỉ là Suteki desu ne. À, Suteki nhé. Suteki là hay nhỉ.